3.000m của nữ. Đối với Nguyễn Thị Oanh là vận động viên từng giành huy chương vàng quốc gia. Và bây giờ thì vòng thi 3.000m của nữ đã chính thức diễn ra. 3.000m vượt chướng ngại vật nữ. Bám rất sát Nguyễn Thị Oanh, vận viên của Philippines. Rồi đà Canal Carot. Ở phía hai vận động chạy cuối đó là vận viên của Singapore Chanchare Suero và vận viên của Myanmar Hinju Soe. Thiệu Anh đã phụ giúp gia đình với thân hình tuy là bé hạt tiêu nhưng với sự dẻo dai, bền bỉ hơn người. Và với những bước chạy như thế này, Nguyễn Thị Oanh hứa hẹn tiếp tục bảo vệ tấm huy chương vàng của mình ở SEA Games 31 năm nay. Ấp ủ việc có thể phá những kỷ lục mới của bản thân. Và cô thi đấu 2 ngày với 3 nội dung. Để nói là quá tuyệt vời. Ngày hôm qua thì cô đã cán đích ở clip 1500m là 4 phút 14 giây 98. Kết quả còn kém thành tích tốt nhất của anh hơn 1 giây. Và cũng tại Mỹ Đình, Oanh Ngọc Bạch thể cố gắng vượt qua mọi khó khăn và thử thách. Chính vì thế mà trong 2 năm vừa qua, bất chấp ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên phạm vi toàn cầu, tập chay ở trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, nhưng thành tích của Nguyễn Thị Oanh vẫn có những bước tiến lớn. Thậm chí cô đang đuổi được một vòng với vận động viên của Singapore phía trước. Nguyễn Thị Oanh đang băng băng về đích. Và cuối năm ngoái thì Nguyễn Thị Oanh giành huy chương vàng 5.000m nữ với thành tích là 15 phút 53 giây, thông số giúp cô phá kỷ lục quốc gia của vận động viên Đoàn Nữ Trúc Vân, 16 phút 12 giây, tồn tại 18 năm kể từ SEA Games 2003. Những bước chạy không biết mệt mỏi của Nguyễn Thị Oanh, và cô cũng đã vượt qua vận động viên của Myanmar đó là Nin Sue hơn một vòng. Hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng này. 9 phút 52 giây 06. Chúng ta cùng xem lại những bước chạy về đích của Nguyễn Thị Oanh. Cô ấy được biết tới cái tên là người không phổi. Cho thấy cô bền bỉ như thế nào, và thậm chí về đích chúng ta vẫn nhìn thấy Nguyễn Thị Oanh tràn đầy năng lượng. 9 phút 52 giây 46, kỷ lục mới.